Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói các bạn tô màu bức tranh này, cô gái chuột Mickey nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Chiếc nơ mình sẽ tô màu đỏ với chấm bi vàng. Chiếc váy cũng thế, tai mình sẽ tô màu đen. Mặt mình sẽ tô màu be sữa. Chiếc áo mình sẽ tô màu xanh ngọc. Đôi giày mình sẽ tô màu tím. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh cô chuột Mickey. Các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé.
Còn bây giờ xin chào.